Mới đây, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 28 tháng 5, có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã có báo cáo gửi Bộ Tài chính về tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm trong vụ cháy tại phố Trung Kính, Câu Giấy, thành phố Hà Nội ngày 24 tháng 5 vừa qua. Theo đó, đến hết ngày 27 tháng 5, có 4 doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo có khách hàng tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người, 6 trường hợp tử vong trong vụ cháy nêu trên với số tiền chi trả bảo hiểm ước là 2,72 tỷ đồng. Cụ thể, khối công ty bảo hiểm nhân thọ có hai công ty có khách hàng là nạn nhân trong vụ cháy. Trong đó, công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam có hai trường hợp khách hàng tử vong với số tiền chi trả bảo hiểm cho mỗi khách hàng 1 tỷ đồng. Còn công ty bảo hiểm nhân thọ Sun Life cũng đã giả soát danh sách khách hàng và đang hoàn tất thủ tục bồi thường cho một trường hợp khách hàng tử vong trong vụ cháy. Ước số tiền chi trả là 500 triệu đồng. Khối doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có 3 trường hợp khách hàng tử vong với số tiền chi trả bảo hiểm ước là 220 triệu đồng. Trong đó, công ty bảo hiểm PVI có một trường hợp khách hàng tử vong ước số tiền chi trả là 20 triệu đồng. Trong khi đó, công ty bảo hiểm Pizico có hai trường hợp khách hàng tử vong, ước số tiền chi trả là 200 triệu đồng, trong đó có một trường hợp là sinh viên với mức trách nhiệm 20 triệu đồng, một trường hợp với mức trách nhiệm là 180 triệu đồng. Pizico đang hoàn tất thủ tục và trao đổi với gia đình nạn nhân để hẹn thời gian chi trả trực tiếp cho đại diện gia đình. Các doanh nghiệp bảo hiểm khác vẫn tiếp tục chủ động ra soát thông tin khách hàng và sẽ thực hiện ngay các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm. Trước đó, ngay sau khi có thông tin xảy ra vụ cháy, sáng 24 tháng 5, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã có công văn số 649 QLBH PNT gửi Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Doanh nghiệp Bảo hiểm yêu cầu báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm trong vụ cháy tại phố Trung Kính, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cục quản lý giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan để xác định thiệt hại về người tài sản của các tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường bồi thường bảo hiểm trả tiền bảo hiểm nhanh chóng kịp thời đầy đủ cho bên mua bảo hiểm người được bảo hiểm người thụ hưởng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật đồng thời cục quản lý giám sát bảo hiểm cũng đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo. Theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan, văn bản cũng đề nghị các doanh nghiệp báo cáo tình hình thiệt hại và giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm gửi về cục quản lý giám sát bảo hiểm chậm nhất là ngày 27 tháng 5.